Trường Sa, miền đất nơi chỉ có biển và trời, không chỉ là nơi đồn trú bảo vệ hải phận của người lính biển qua hàng thế kỷ, mà là quê hương nơi có nhiều em nhỏ đã cất tiếng khóc chào đời. Dưới tán cây hoa bàng vuông, cây phong ba, bão táp, cuộc sống của người dân biển cứ diễn ra đều đặn theo nhịp lên xuống của những con sóng. Dù gian khổ với thiên tai khắc nghiệt, nhưng sức sống ở huyện đảo Trường Sa hôm nay đã đổi thay, cùng chung nhịp đập trong hàng triệu trái tim người Việt hướng về Trường Sa trong tình yêu thương biển đảo thiết tha. Anh Nguyễn Thành Trung sống ở đảo Song Tử Tây đã được hơn 6 năm. Anh xem nơi đây là quê hương thứ hai của mình. Việc tăng gia sản xuất hôm nay đối với anh đã trở nên dễ dàng hơn khi điện nước trên đảo không còn khó khăn như trước. Tôi từ khi đến đây nói chung là rất bận hở, sau này được đảo quan tâm, nhìn chung là cuộc sống là khá ổn định hơn lúc trước chúng tôi đây. Nói chung là tình hình điện nước ở đảo Tứ Tây này là rất là thoải mái. Mặc dù vậy, trong những tháng mùa khô, người dân phải sử dụng nước ngọt một cách tiết kiệm mới đủ để sinh hoạt. Nhà nào cũng phải trang bị thêm những bể nước ngầm để chứa nước mưa, phòng khi thiếu nước. Mùa mưa thì nước nó ngọt, còn nước ngọt còn mùa nắng này nó mặn lắm, không có sử dụng, chỉ để rửa chén rửa bát gặt đồ thôi. Còn nguồn nước uống và nấu chủ yếu là mình chờ nước mưa chứa dưới bể. Nước giếng ở đây cũng thay đổi theo mùa, thay đổi trong ngày. Vào buổi sáng bao giờ cũng dịu hơn. Tầng san hô trên đảo chính là bộ lọc nước, giúp người dân, cán bộ, chiến sĩ có thể sử dụng được nước. Tuy nhiên, vào các đợt cao điểm mùa khô, nước giếng cũng cạn dần đi và bị vị mặn của biển xâm lấn. Trường Sa ngày nay đã tận dụng tốt năng lượng mặt trời và gió để tạo ra điện. Nguồn năng lượng này được triển khai đã mang đến cho nơi đây một diện mạo mới, góp phần bảo vệ môi trường cuộc sống của người dân và cán bộ, chiến sĩ. Cái điện năng lượng này có cái ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ chiến sĩ trên đảo. Thứ nhất là bảo đảm cho cái đời sống sinh hoạt, hai là bảo đảm cho công tác huấn luyện sẵn sàng đấu của đảo. Trường Sa hôm nay như một thủ đô xanh của một vùng huyện đảo trùng khơi mênh mông sóng nước nhưng vẫn vươn mình phát triển. Trong những năm qua, các công trình đã được xây dựng đầy đủ, thu hẹp khoảng cách giữa đất liền, và sự quan tâm về vật chất lẫn tinh thần của đồng bào và chiến sĩ cả nước thì đã làm cho đời sống của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo được nâng lên một cách rõ rệt. Điều này làm cho cán bộ, chiến sĩ ngày càng yên tâm, gắn bó với đảo, quyết tâm bảo vệ vững chắc đảo trong mọi tình huống. Những ngôi chùa trở thành điểm hẹn văn hóa tâm linh, nơi họ đến đó để gửi gắm niềm tin vào sự chở che, cầu mong bình yên cho mỗi chuyến đi biển. Trường Sa còn có những cây đèn biển cũng uy nghi kiêu hãnh như những pháo đài bất khả xâm phạm. Đêm về, luồng ánh sáng quét xa hàng chục hải lý, xuyên lên bầu trời, rọi xuống biển sâu, giúp cho tàu thuyền của ngư dân di chuyển thuận lợi, các hoạt động giao thông hàng hải quốc tế được an toàn. Những ngọn hải đăng này không chỉ giúp tàu thuyền xác định đúng vị trí mà còn là những cột mốc chủ quyền. Thường xuyên là phải bảo quản máy móc, đèn và những thiết bị về ví dụ như bảng năng lượng, rồi là những thiết bị để phục vụ cho đèn để đảm bảo tốt cái ánh sáng của đèn. Đến với Trường Sa không chỉ có xanh từ những cây phong ba bão táp mà còn màu xanh của những vườn rau, góp phần tăng thêm sức sống cũng như cải thiện dinh dưỡng cho cán bộ chiến sĩ trên đảo. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, công tác hoạt động văn hóa tinh thần trên đảo cũng rất được coi trọng. Các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ luôn được duy trì. Nhiều ca sĩ cây nhà lá vườn nhưng rất tỏ vẻ chuyên nghiệp. Họ hát cho nhau nghe sau những giờ huấn luyện vất vả trên thao trường.
cây phong ba bão táp, ngày nay không thể không nhắc đến bàng vuông, loại cây biểu tượng sức sống mãnh liệt nhưng vẫn mang vẻ đẹp thuần khiết ở Trường Sa. Nơi quanh năm chỉ có nắng và gió, mưa bão, đặc biệt là hơi nước mặn của biển, khiến đến cả vật liệu bê tông cốt thép cũng hư hỏng. Nhưng cây bàng vuông vẫn cắm rễ sâu vào nền đá san hô, vươn lên tươi tốt, thể hiện sức sống mãnh liệt như khí chất của cán bộ, chiến sĩ và ngư dân trên những hòn đảo tiền tiêu này.